người. Mình tên là Trương Thúy Nga, hiện đang là du học sinh ngành y tá điều dưỡng tại nước Đức. Tính tới thời điểm hiện tại thì mình đã sống và làm việc tại nước Đức được hơn 1 năm. Cùng thời điểm mà mình bước chân sang nước Đức là vào khoảng tháng 3, tháng 4 năm 2020, cũng là lúc mà làn sóng dịch đầu tiên tràn vào châu Âu nói chung cũng như nước Đức nói riêng. Chính vì vậy mà cho tới thời điểm hiện tại mình đã trải qua 3 làn sóng dịch chính tại nước Đức. Nên hôm nay mình ngồi đây để cùng mọi người nhìn lại sự tác động của tình hình dịch Covid lên con người, cuộc sống cũng như ở thời điểm hiện tại khi mà tình hình dịch đã thật sự thuyên giảm thì cuộc sống của mọi người ở nước Đức đã quay trở lại như thế nào và có sự thay đổi gì, thì mọi người hãy cùng mình theo dõi trong video này ngày hôm nay nha. Tính đến thời điểm thứ 6 ngày 13 tháng 3 năm 2020, với 7 người chết và hơn 3.000 ca nhiễm virus corona, thì tại Đức kẻ hối hả đi mua đồ ăn dự trữ, người thì lại sửa soạn đi xem ca nhạc, bóng đá. Liệu nước Đức có đang quá chậm trễ trong việc phòng chống dịch Covid tại thời điểm đó? Vào hôm thứ Tư ngày 11 tháng 3 năm 2020 tại Berlin, Thủ tướng Angela Merkel nói trong buổi họp báo cùng với Bộ trưởng Y tế Jens Spahn là tiêu chuẩn cho hành động của chúng ta là kết quả rút ra từ những gì các nhà khoa học và chuyên gia tuyên bố. Một tuyên bố mang tính chất không cần quyết liệt, và sự xuất hiện của bà Merkel bị không ít người Đức phê phán là quá muộn màng so với nguyên thủ quốc gia của một số nước khác. Và trong thời điểm đó thì chiến dịch chống corona được các lãnh đạo nước Đức xác định rõ đó là câu giờ. Vâng, và có lẽ chính vì sự chủ quan đó mà không ai ngờ được tới rằng tình hình dịch lại lây lan nhanh như vậy. Cụ thể, chúng ta sẽ có một bảng thống kê vào ngày 18 tháng 4 năm 2020, có nghĩa là sau đó 1 tháng thì sự thay đổi của tình hình dịch Covid tại nước Đức như thế nào thì chúng ta sẽ nhìn trên đây. Tổng số ca nhiễm trên toàn nước Đức ở thời điểm đó là hơn 143.000 ca, với gần 90.000 ca đã được chữa khỏi và hơn 4.000 ca tử vong. Và chúng ta có thể nhìn thấy cụ thể ở đây, trong vòng một ngày số ca nhiễm đã tăng lên 2.584. Và chính vì vậy những biện pháp, những quy định được đưa ra nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh một cách tốt nhất đã được ban bố trên toàn nước Đức. Cụ thể là những trường học phải đóng cửa, yêu cầu đeo khẩu trang được áp dụng đối với tất cả những người dân tại nước Đức trên tất cả các phương tiện công cộng cũng như mọi địa điểm ngoài xã hội, đặc biệt là các khu trung tâm mua sắm. Ngoài ra, người dân được tăng cường kiểm tra để xác định những ca dương tính nhanh nhất nhằm đảm bảo cách ly, hạn chế khả năng lây lan cho những người thân cũng như mọi người trong xã hội. Các trường học đóng cửa và thay vào đó học sinh chuyển qua học online. Cũng như mình vừa chia sẻ ở đầu video thì cùng thời điểm đó là mình và các bạn mình đặt chân lên nước Đức và bắt đầu thời gian học tập đầu tiên, thì chính vì tình hình dịch bùng phát và chúng mình không thể đi đến trường học được, mà nhà trường lại không muốn bọn mình bị ảnh hưởng đến tốc độ hoàn thành chương trình học, nên đã hỗ trợ thuê những căn nhà, những lớp học nhỏ gần nhà và chia nhóm nhỏ lớp chúng mình ra để có thể đảm bảo khoảng cách an toàn khi tham gia tại lớp học. Và sau đó chúng mình vẫn hoàn tất việc thi cũng như là việc làm hồ sơ vào các trường học nghề. Và chính vì áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống cũng như bảo vệ người dân nên vào cuối tháng 4, đầu tháng 5 tình hình dịch tại nước Đức đã thật sự thuyên giảm và làn sóng dịch thứ nhất gần như đã đi qua, khi mà con số trong vòng 1 ngày, cụ thể mình sẽ đưa ra ở đây để mọi người có thể nhìn thấy, trong tháng 5, ngày 5 tháng 7 năm 2020 và lúc 19:25 thì tổng con số ca nhiễm trên toàn nước Đức là hơn 198.000 người, với số ca được chữa khỏi hơn 181.000 người và số ca tử vong là hơn 9.000. Và một ngày chỉ còn tăng lên hơn 285 ca. Vào ngày 6 tháng 5, Thủ tướng Angela Merkel của nước Đức đã lên tiếng và nói rằng các bệnh viện ở Đức đã tổ chức rất tốt, không bị quá tải trong giai đoạn cao điểm của mùa dịch. Nước Đức đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, ngăn chặn thành công các chuỗi lây lan. Do vậy, biện pháp hạn chế tiếp tục được nới lỏng đối với các hoạt động kinh doanh. Vào khoảng cuối tháng 9, đầu tháng 10 năm 2020 thì làn sóng dịch bệnh thứ 2 đã quay trở lại châu Âu nói chung cũng như là nước Đức nói riêng. Và ở thời điểm đó, nước Đức đã ghi nhận thêm rất nhiều ca nhiễm. Cụ thể, chúng ta sẽ có một bảng thống kê. Trên đây chúng ta có thể thấy được vào ngày 27 tháng 9 năm 2020, tổng số ca nhiễm trên toàn nước Đức là hơn 289.000 ca, với hơn 250.000 ca đã được chữa khỏi và hơn 9.500 ca tử vong. Một ngày con số người tăng lên là 1.130. Vào cuối tháng 10 cũng như là vào thời điểm mà tình hình làn sóng dịch thứ 2 căng thẳng nhất tại nước Đức thì con số một ngày đã tăng lên hơn 16.900 ca, nâng tổng số ca nhiễm lên gần 500.000 trên toàn nước Đức. Tình hình đã thật sự trở nên nghiêm trọng. Người dân tại nước Đức thời điểm này gần như đã rất tuyệt vọng vì họ nghĩ rằng ai rồi cũng sẽ mắc phải dịch bệnh Covid và con người đã không còn khả năng kiểm soát tình hình dịch bệnh nữa. Cũng chính trong những thời điểm căng thẳng nhất đó thì làn sóng dịch thứ 3 ngay lập tức ập tới đối với người dân tại nước Đức. Đó là vào đầu tháng 12 năm 2020. Chúng ta sẽ có một bảng thống kê trên đây. Vào ngày 2 tháng 12 năm 2020, trên toàn nước Đức tổng số ca nhiễm đã tăng lên hơn 1.100.000 dân, và với số ca được chữa khỏi là hơn 793.000 dân, và tổng số ca tử vong đã nâng lên hơn 17.000 người. Với số ca nhiễm trong vòng 1 ngày là hơn 22.000 người,
trước đó sau lần phong tỏa một lần từ tháng 11 đã không mang lại kết quả như mong muốn. Ngược lại, lây nhiễm Covid ở nước Đức đã tăng cao với tốc độ chóng mặt. Hơn 20.000 người nhiễm virus và gần 600 người chết chỉ trong vòng một ngày. Các bệnh viện sắp quá tải và số máy trợ thở đã được huy động ra gần hết. Người ta đã bàn nhiều đến việc trong bệnh viện phải áp dụng quy định ưu tiên cứu ai và không được cứu ai trước. Và mặc dù mọi người không còn quá bất ngờ như khi làn sóng dịch đầu tiên tràn vào châu Âu, số người nhiễm bệnh Covid tăng cao hay số ca tử vong cũng tăng lên, cũng không còn vội vã đi mua hàng tích trữ hay đổ xô đi mua khẩu trang, nhưng họ cảm thấy thật sự rất lo lắng với số lượng người mắc bệnh Covid tăng lên với tốc độ chóng mặt như vậy. Và để ngăn chặn tốc độ lây lan của dịch bệnh thì vào ngày 5 tháng 1 năm 2021, Thủ tướng Angela Merkel và Thủ hiến các bang họp bàn và đưa ra phán quyết phòng chống dịch bệnh Covid-19 được áp dụng từ ngày 11 tháng 1 năm 2021. Những quy định đó được tóm tắt như sau. Quy định giãn cách hiện hành hay còn được gọi là lockdown sẽ được kéo dài đến ngày 31 tháng 1 năm 2021. Áp dụng phong tỏa với những địa phương có chỉ số mắc bệnh hơn 200 người. Người dân không có lý do hợp lý chỉ được di chuyển trong vòng bán kính 15 km. Lý do hợp lý ở đây là gì? Ví dụ như các bạn đi chơi, đi thăm thân thì đó là lý do không hợp lý và các bạn sẽ bị phạt. Và khi bị phạt thì mỗi người sẽ phải trả 250 € đến 500 €. Còn lý do chính đáng, lý do hợp lý ở đây là khi mà các bạn đi thăm khám chữa bệnh hay các bạn đi làm việc thì điều này sẽ được hoàn toàn cho phép. Và quy định tiếp theo đó là quy định hạn chế tiếp xúc, đó là một người chỉ được phép giao lưu với một người khác không phải là người trong thành viên gia đình ở ngoài, nhà trẻ và tất cả các trường học đều sẽ phải đóng cửa. Người nhập cảnh hay đi về từ những quốc gia nằm trong danh sách vùng cảnh báo tình hình dịch bệnh sẽ bắt buộc trình báo kết quả xét nghiệm Covid-19 đã test trong vòng 48 tiếng trước đó hay thực hiện test ngay sau khi nhập cảnh. Và tất cả các cơ sở về dịch vụ chăm sóc, làm đẹp như là làm tóc v.v. đều vẫn phải đóng cửa. Và cho đến tháng 3 năm 2021 thì tình hình dịch tại nước Đức vẫn tiếp tục căng thẳng. Và cụ thể với một bảng thống kê trên đây thì mọi người có thể nhìn thấy. Ngày 3 tháng 3 năm 2021, tổng số ca nhiễm đã bị nâng lên hơn 2 triệu 400 nghìn dân. Với tổng số ca được chữa khỏi là hơn 2 triệu 200 nghìn dân, số ca tử vong đã đạt hơn 71 nghìn người và trong vòng một ngày đã tăng lên hơn 12 nghìn ca. Tình hình dịch quá căng thẳng nên nước Đức đã thống nhất. Sau một thời gian dài đàm phán và thương lượng, chính phủ liên bang và chính phủ các bang cuối cùng đã thống nhất kéo dài lệnh phong tỏa cho đến hết ngày 18 tháng 4. Và rất nhiều những quy định nghiêm ngặt đã được đưa ra. Và nhờ vào việc đẩy nhanh tiến độ tiêm ngừa vaccine Covid mà số người mắc phải dịch bệnh này đã giảm nhanh một cách đáng kể và nước Đức đang được phủ xanh với tốc độ chóng mặt. Cụ thể, chúng ta sẽ có một bảng thống kê vào ngày 19 tháng 5 năm 2021. Đức tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 nhanh chưa từng thấy. Tính đến thời điểm ngày 19 tháng 5, chúng ta thấy Đức đã tiêm tổng cộng hơn 42,6 triệu mũi. Kèm theo đó chúng ta sẽ thấy một bản đồ với 3 gam màu chính ở đây. Màu xanh lá có nghĩa là tỷ lệ lây nhiễm đã dưới 50 ca trên 100.000 dân. Màu vàng tương đương với tỷ lệ lây nhiễm từ 50 đến 100 ca trên 100.000 dân. Và màu đỏ tương ứng với tỷ lệ lây nhiễm trên 100 ca trên 100.000 dân. Và vào tháng 5 năm 2021 thì rất nhiều cơ sở làm đẹp, chăm sóc sức khỏe, nhà hàng v.v. đã được phép mở cửa lại. Và thời gian đó thì chúng mình đã có thể đi lại nhiều hơn. Và mình sẽ đưa ra một vài hình ảnh cụ thể trên đây là mình và bạn mình đã dành thời gian cuối tuần để đi ra ngoài xem là tình hình đã thay đổi như thế nào, cuộc sống của mọi người đã trở lại ra sao. Rất nhiều khu trung tâm vui chơi, mua sắm được mở cửa lại. Mọi người có thể tham gia ăn uống tại các hàng quán hoặc là vào các khu trung tâm mua sắm, nhưng với điều kiện là mọi người sẽ phải có kết quả xét nghiệm test corona âm tính. Ví dụ như hôm đó chúng mình định ăn kem cũng như là ngồi lại hàng quán để có thể hàn huyên nói chuyện với nhau vì bạn bè lâu ngày không gặp, cũng như là hôm đó mình cũng có quen một vài người bạn mới. Thế nhưng mà mình không nghĩ là họ đòi giấy xét nghiệm corona để có thể ngồi lại đó, nên là chúng mình chỉ mua mang đi thôi. Và các bạn có thể thấy ở đây rất là nhiều hàng quán mở lại và họ cũng đến ngồi rất là đông. Và chúng ta sẽ nhìn thấy một bản đồ khác vào ngày 18 tháng 6 năm 2021. Thì nước Đức đã chính thức tất cả 16 bang chuyển sang màu xanh. Và kèm theo đó là hình ảnh với thông tin tiêm ngừa vaccine Covid-19 cho đến ngày 16 tháng 7 năm 2021. Đã có hơn 85 triệu người trên toàn nước Đức đã được tiêm phòng. Và chính bản thân mình đây, vào hôm Chủ nhật vừa rồi mình cũng đã tiêm phòng xong mũi thứ 2 vaccine ngừa Covid-19. Và sau mũi thứ 2 thì mình có hơi sốt một chút, nhưng mà đến thời điểm hiện tại mình đã cảm thấy sức khỏe của mình đang rất tốt. Và theo như đánh giá thì vaccine mình vừa mới tiêm có khả năng ngăn ngừa dịch bệnh rất tốt. Và cụ thể ở thời điểm hiện tại nó đã chứng minh được tác dụng rất rõ ràng khi mà con số dịch bệnh ở nước Đức đã thật sự giảm rất nhiều. Thủ tướng nước Đức có cảnh báo người dân rằng dù tình hình dịch bệnh đã thật sự thuyên giảm nhưng người dân không nên quá chủ quan vì biến chủng mới Delta có thể sẽ thống trị nước Đức bất cứ lúc nào.
và làn sóng dịch thứ tư có thể quay trở lại sau mùa thu năm nay sau kỳ nghỉ hè. Mọi người giãn cách xã hội, đi du lịch, nghỉ ngơi và tiếp xúc rất nhiều. Tình hình dịch có thể bùng phát trở lại. Nên để tránh tình hình xấu này có thể xảy ra, tất cả mọi người vẫn phải áp dụng quy định đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn để bảo vệ bản thân cũng như là mọi người trong gia đình, xã hội. Trên đây, sau những chia sẻ của mình thì có lẽ là mọi người cũng đã nắm được phần nào tình hình dịch ở nước Đức. Và trong tương lai, nếu như mà tình hình dịch có gì thay đổi thì mình sẽ tiếp tục cập nhật thông tin. Cảm ơn tất cả mọi người vì đã theo dõi video của mình. Bye tất cả mọi người!